Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Ê, từ từ nha, đừng có vội vô phần bình luận mà ném đá mình. Cứ xem hết cái video này đi đã. Đây chỉ là tổng hợp thông tin mà mình đọc được. Và xin chia buồn nếu như bạn không còn nhìn chú chó cưng của bạn theo góc nhìn cũ nữa. Nhưng cũng đừng lo lắng, chúng vẫn rất là thông minh. Chỉ là không phải thông minh theo như cách bạn tưởng mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng là một con thú mà bị bệnh thần kinh thì nó sẽ như thế nào không? Tại sao chúng ta nghe rất nhiều về đủ thể loại bệnh thần kinh tâm lý ở con người, như tâm thần phân liệt, bệnh trầm cảm, nhưng còn ở động vật thì chúng ta hầu như không nghe đến. Mình đang nói đến những con vật sinh trưởng tự nhiên, không bị giam cầm hay đánh đập như trong sở thú hay giảm xiếc gì cả nha. Hãy thử nhìn vào những con chó mà xem. Loài vật nuôi phổ biến bậc nhất trong xã hội loài người, và hẳn là bạn đã gặp hàng trăm hàng nghìn con chó. Và bạn cũng chưa từng nghe đến con chó nào bị tâm thần phân liệt bao giờ cả. Nhưng có một sự thật đáng buồn, đó là đa số những con chó mà bạn gặp đều bị thiểu năng. Hãy tìm hiểu vấn đề này gián tiếp qua câu chuyện của loài cáo nhé. Vào những năm 1950, những nhà khoa học Nga đã thành công cho việc thuần hóa những con cáo. Đây được coi là một kỳ tích. Việc thuần hóa loài vật đã diễn ra hàng ngàn năm về trước, tổ tiên của loài người đã thành công cho việc thuần hóa chó và mèo để biến chúng thành vật nuôi cũng như bạn hữu trong cuộc sống. Cừu, dê hay là rất nhiều loài động vật khác cũng đã bị như vậy. Nhưng cáo lại là một loài đặc biệt. Loài người đã cố gắng thuần hóa loài cáo từ nhiều thế kỷ trước, nhưng họ đã luôn thất bại. Những loài cáo khác nhau dường như đã khắc sâu bản tính hoang dã trong não bộ, khiến chúng luôn luôn từ chối bị khuất phục bởi loài người. Nhà sinh vật học David McDonald đã cố gắng nuôi những con cáo ở trong nhà và kể về sự kiện đó ở trong quyển sách Running with the Fox. Ông đã không thể giữ được những con cáo này lâu ở trong nhà. Chúng đã phá nát đồ đạc, cào xé và làm rối tung mọi thứ lên. Một vài người khác cũng đã cố gắng thử thuần phục loài cáo nhưng cũng gặp thất bại tương tự. Ngay cả khi một con cáo đã được sinh ra trong nhà của con người, chúng vẫn không chấp nhận được loài người. Richard Buller, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình động vật hoang dã, đã đem một vài con cáo về nhà nuôi và cho chúng đẻ con ở đấy. Tuy vậy, ông đã ghi nhận rằng con cáo con vẫn đầy tính hoang dã. Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc quen thuộc với con người và việc bị thuần hóa. Ở một vài thành phố ở Anh, những con cáo đã quen với loài người. Khi thấy con người đi qua, chúng cứ đứng đấy nhìn thay vì trốn đi, và thậm chí còn quen với việc được cho ăn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là chúng bị thuần hóa. Chúng sẽ chẳng bao giờ chịu sống chung với loài người. Vào những năm 1950, một nhà khoa học về gen di truyền ở Nga đã quyết định thử nghiệm việc thuần hóa loài cáo. Cùng với đồng sự của mình, ông đã đi vòng quanh các trại nuôi cáo để chọn ra những con cáo thuộc các loài khác nhau về nuôi. Ông đã chọn những con cáo dựa theo đúng một tiêu chí, đó là ít có yếu tố hoang dã nhất, tức là chúng dễ dàng nghe theo con người. Ông kể lại rằng nhiệm vụ chính ở giai đoạn này đó là loại bỏ đi sự chống đối với loài người. Do đó những con vật thân thiện cho phép con người chạm vào dù chỉ là chốc lát cũng đều được chọn ra. Có khoảng 10% số cáo trong tổng số các con ở trang trại đã được chọn ra theo điều kiện đó. Và rồi họ để chúng giao phối và đẻ con. Sau đó thì họ lại tiếp tục lọc ra những con cáo con được đánh giá là ngoan ngoãn sau 2 tháng rưỡi quan sát. Những con mà cho thấy sự khó chịu với loài người sẽ đều được trả lại. Và cứ như thế họ chọn ra những con vừa ý họ. Và họ ghi chép rằng mỗi thế hệ chỉ chọn ra được khoảng tầm 10%. Kết quả của việc chọn lọc kỹ lưỡng đó là những con cáo có tính cách phản kháng hay sợ và né tránh loài người đều biến mất hoàn toàn khỏi nhóm cáo được nghiên cứu chỉ sau 2 đến 3 thế hệ. Nhưng điều thú vị là đến thế hệ thứ 4, các nhà khoa học bắt đầu thấy những hiện tượng lạ. Những con cáo con đã bắt đầu hành xử y như loài chó. Chúng vẫy đuôi và luôn thích được con người vuốt ve. Chúng sẽ rên rỉ, kêu và liếm những nhà khoa học y như những con cún hay làm. Và sau đó, dù cho 2 nhà khoa học không còn nữa, nhưng dự án vẫn tiếp tục. Đến những năm 2005-2006, hầu hết những con cáo đều trở nên vui vẻ, thích chơi đùa và cư xử y như những con chó bị thuần hóa. Chúng hiểu được con người có những cử chỉ và mệnh lệnh và biết hành xử như thế nào. Tai của chúng cũng mềm đi hay cụp xuống y như những con chó, mèo, heo hay cừu.
đuôi của chúng cũng cong hơn so với những con hoang dã, màu lông cũng thay đổi. Nhưng điều mấu chốt quan trọng ở đây đó là trong hoang dã, những con cáo khi còn nhỏ, chúng cũng có đặc tính y như thế. Tuy nhiên, các đặc tính đó sẽ biến mất khi chúng lớn lên. Nhưng ở những con cáo bị thuần hóa trong dự án, thì các đặc tính đó vẫn tồn tại khi chúng trưởng thành. Hay nói một cách chính xác hơn, thì những con cáo đó mãi là những em bé không thể trưởng thành được. Và ở loài người, chúng ta gọi đó là thiểu năng trí tuệ. Mặc dù là các nhà khoa học vẫn còn phải nghiên cứu thêm rất nhiều, nhưng dựa trên những kết quả hiện có thì chúng ta có thể kết luận rằng quá trình thuần dưỡng đã khiến cho những con cáo không thể phát triển được. Con người không cố ý khiến cho con vật bị thiểu năng. Vì hàng nghìn năm về trước, hẳn là tổ tiên của chúng ta còn không có khái niệm gì về thiểu năng cơ mà. Nhưng chính cái quá trình thuần hóa đã khiến cho con vật bị thiểu năng. Chính xác hơn là loài người đã chọn ra những con cáo bị thiểu năng để làm vật nuôi. Những con cáo không thể tự tiến hóa như vậy, chúng đã bị chọn lọc bởi con người. Và cũng lưu ý rằng là chẳng có sự tiến hóa nào mà chỉ xảy ra trong 3 đến 4 thế hệ như thế. Và lưu ý một điều nữa, đó chính là các nhà khoa học không hề đặt ra các tiêu chí đó để chọn ra những con cáo. Họ chỉ chọn cáo theo đúng một tiêu chuẩn, đó là thân thiện với loài người, nhưng rồi đặc tính kia xuất hiện. Và rồi, số phận tương tự như vậy đã xảy đến với những con sói bị thuần hóa thành chó. Trong tự nhiên, thích thú chạy nhảy, đuổi bắt theo chay bóng, hay là coi em bé trong nhà là bạn thân thay vì là đồ ăn, có thể bị gọi là thiểu năng. Không có một con sói nào trong tự nhiên lại chỉ quanh quẩn trong một khu vực bé nhỏ, không biết kiếm đồ ăn, phải ngoắc đuôi nịnh đột con người để có thứ ăn và chỗ ngủ. Thậm chí hoàn toàn hợp lý khi nói rằng chú chó nhà bạn quá là vô dụng, nên chúng đã học được cách trung thành với loài người, vì không có loài người thì chúng sẽ chết đói. Những con sói khi bị bỏ mặc một mình, chúng hoàn toàn có thể tự tìm ra cách giải quyết vấn đề để trở về với đàn hay sống qua mùa đông khô cằn. Còn con chó nhà bạn, điều duy nhất mà chúng có thể làm khi đói đó chính là như thế này. Nào, nói thử xem nào, bạn có thể cưỡng lại đôi mắt này không? Và làm sao để loài người thích? Đó là có một đôi mắt cuốn con, tai rũ, đuôi cong, vẫy đuôi khi thấy con người và để con người vuốt ve. Và ở loài người của chúng ta cũng có loại bệnh tương tự, đó là hội chứng Williams. Hội chứng này khá là hiếm với tỷ lệ mắc bệnh 1 trên 10.000. Những đứa trẻ mắc hội chứng này rất là đáng yêu và vô cùng thân thiện. Chúng được đánh giá là hướng ngoại, dễ gần với người lớn, má mũm mĩm, trán to, tròn, nhưng bên trong chúng lại dễ bị bệnh tim và trí tuệ phát triển chậm. Có những nhà khoa học tin rằng là những gen tương tự như gen gây ra hội chứng Williams ở loài người đóng vai trò quan trọng nên việc hình thành nên tính cách loài chó. Vậy thì chú chó nhà bạn có bị thiểu năng trí tuệ hay không? Mình nghĩ khả năng cao là có. Dẫu vậy, nếu ngu ngô như thế mà giúp chúng sinh tồn hàng nghìn năm thì vẫn được coi là thông minh chứ đúng không? Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.